Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về số xỉ hóa để chúng ta nắm được số xỉ hóa, bởi chúng ta biết rằng là số xỉ hóa cực kỳ quan trọng. Và dưới đây là những cái cách nhanh nhất để thầy có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có thể xác định được số xỉ hóa làm sao mà tốc độ cao nhất nhé, hết mức có thể, và có những ví dụ cực kỳ chi tiết. Cái video này có thể giúp được cho tất cả các bạn và các em nhé, học môn học phần hóa ví dụ hóa vô cơ khủng hơn. Và mình bắt đầu. Thứ nhất là về số xỉ hóa. Xác định số xỉ hóa siêu nhanh, siêu nhanh. Thì ở đây mình sẽ có nhá, đầu tiên là số xỉ hóa này. Thì chúng ta nắm rồi là cách xác định số xóa, thì mình sẽ xác định số xóa cho ba cái loại chất. Thứ nhất là đơn chất. Thứ hai là hợp chất. Thứ ba là ion. Thứ ba cũng chính là cuối cùng đấy, là ion. Thì mình sẽ có với đơn chất. Thì định nghĩa đơn chất là gì đã? Đơn chất là tất cả các chất được tạo bởi từ một nguyên tố. Đơn chất này là chất được tạo bởi từ một nguyên tố. Định nghĩa này. Chất được tạo từ một nguyên tố. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ như sắt là đơn chất, oxy là đơn chất, ozone là đơn chất, đúng không? Nitơ là đơn chất, hydro là đơn chất, nhôm là đơn chất, vân 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 vân. Ok nhá. Và mình sẽ có là số xỉ hóa của đơn chất. Thì luôn bằng không. Số oxy hóa của đơn chất thì luôn bằng không. Mình nhớ điều này. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa số oxy hóa của sắt không, oxy không, ozone không, nitơ không, hydro không, nhôm không. Rất dễ dàng. Đúng không ạ? Về đơn chất quá đơn giản. Giờ sang hợp chất nhá. Về hợp chất, định nghĩa hợp chất là gì? Định nghĩa hợp chất là chất được tạo từ hai nguyên tố trở lên. Hợp chất là chất được tạo từ hai nguyên tố trở lên. Ví dụ như anh hợp chất này HCl, HNO3, H2SO4. Được chưa? Đây là những hợp chất mình biết. Thế thì nguyên tắc để xác định số xóa của hợp chất là gì? Mình sẽ theo các nguyên tắc nào? Số 1, ưu tiên số 1 là tổng số oxy hóa của các nguyên tử ở bên trong hợp chất. Tổng số xóa các nguyên tử bên trong hợp chất luôn bằng không. Điều này có nghĩa là như thế nào? Điều này có nghĩa là như nào? Tổng số xóa của các nguyên tử trong hợp chất luôn không? Điều này có nghĩa như nào? Đây các bạn chú ý. Nó có nghĩa như thế. Là tổng số xóa của hydro và clo bằng không. Tổng số oxy hóa của một nguyên tử hydro, một nguyên tử nitơ, ba nguyên tử oxy bằng không. Đây. Đấy, tổng số xóa của hai nguyên tử hydro, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử oxy bằng không. Đấy, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai. Hai. Là số oxy hóa của hydro trong hợp chất luôn bằng dương 1 trừ hợp chất của hydro với kim loại. Nhưng thực ra cái này không quan trọng, bởi vì hợp chất của hydro với kim loại gần như chúng ta không học nhá. Hợp chất của hydro với kim loại gần như chúng ta không học, không gặp trong chương trình cấp 3.
Thế nên là cái gì mình không gặp thì mình coi như là mình coi như mặc định là biến mất trong cuộc đời mình. Được không ạ? Có nghĩa là gì? Đây các em nhìn nhé. Có nghĩa là đây hero đây dương 1 này. Hero đây dương 1 này. Hero đây dương 1. Thế thì với hero dương 1 thì ngay lập tức mình sẽ nắm được, mình sẽ tìm được luôn summon của Claw. Đúng không ạ? Đây. Mình sẽ nắm được, mình tìm được luôn summon của Claw. Thế thì câu trả hỏi rất là đơn giản thôi. Câu hỏi chúng ta rất đơn giản thôi. 1 cộng với mấy để bằng 0? 1 cộng mấy bằng 0 em? 1 cộng với trừ 1 đúng không? Vậy có lo là trừ 1. Dễ chưa? Dễ chưa? Nhưng mà sang đến HNO 3 và H24 thì gần như là mình lại chịu nhỉ? Đây. Thì bây giờ mình phải cần đến cái quy tắc tiếp theo. Anh số 3 là oxy trong hợp chất thì luôn bằng trừ 2 trừ OF2 H2O2 Na2O2. Có nghĩa là trừ OF2 và các hợp chất peroxit. Thì trong các hợp chất peroxit thì thường gặp nhất thì thầy ghi ở đây cho chúng ta nhá. Oxy thì nó luôn là trừ 2 trong hợp chất trừ những cái này. Đấy, thế thì bây giờ mình quay trở lại đây mình làm đã này. Oxy trừ 2 này. Được không ạ? Thế thì bây giờ thầy đặt nhá. Bây giờ thầy xét cái anh HNO3 thì tính toán cho các em. Giả sử mình không biết HNO3 là bao nhiêu, mình đặt nó là A đi. Đây thì mang thằng HNO3 ra đây, thầy tính toán giả sử cho các em. Dương 1 này, trừ 2 không biết là bao nhiêu, đặt nó là A. Vậy mình sẽ có này. 1, hero là dương 1 cộng với A, đúng không? Cộng với 3 nhân với trừ 2 thì bằng 0. Thì từ đó thì mình sẽ tìm được A của mình nó bằng bao nhiêu? Dương 5. Rất dễ. Được không ạ? Tương tự như vậy thì B anh H2O4 ở đây. Hiro dương 1, oxy trừ 2, đặt cháu này là B. Số xóa của lưu huỳnh là B. Vậy mình sẽ có là dương 1 nhân 2 cộng với lại B nhân 1 cộng với lại 4 nhân với trừ 2, hay là trừ 2 nhân 4. Trừ 2 nhân 4 bằng 0. Thì có phải ở đây mình sẽ suy ra được B của mình bằng dương 6 không? Được không ạ? Đấy các bạn nắm được chưa? Các bạn nắm được chưa? Cái cách tính nó rất đơn giản thôi. Cách tính rất đơn giản. Nó rất dễ luôn. Bây giờ thầy thử cho chúng ta thêm anh nữa nhé. Để mình gọi là cảm giác thấy tự tin nhé. Mình thử anh H3P4 đi. Các bạn thử comment cho thầy xem là H3P4 số xóa của Hero thì mình biết rồi. Hero mình biết rồi. Hero luôn luôn dương 1. Oxy luôn luôn trừ 2. Vậy bây giờ phốt pho là bao nhiêu? Phốt pho là bao nhiêu? Phốt pho là bao nhiêu? Bây giờ mình không biết mình đặt cái gì. Mình không biết đặt đó là ẩn. Tổng số xóa của này bằng 0. Được không ạ? Dương 1 nhân 3 cộng với lại C cộng với trừ 2 nhân 4 để bằng 0. Vậy mình tìm được C bằng dương 5. Rất dễ. Nhưng cái điều thầy muốn không phải dừng lại ở đây, mà thầy muốn chúng ta nhẩm được nhanh số xóa. Mình nhẩm nhanh số xóa như thế nào? Các bạn cùng xem cách thầy nhẩm nhé. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ đi 2 nhân 4 là có nghĩa là 3 trừ đi 8 thì bằng trừ 5. Trừ 5 cộng mấy để bằng 0? Thì dĩ nhiên trừ 5 phải cộng dương 5. Đúng không? Dễ chưa? Thêm một cái nữa nhé. Để mình tính nhanh hơn nhé. Thêm một cái nữa để mình tính nhanh hơn. Để cho mình tăng cái level tính toán lên. Đúng không ạ? Mình sẽ có anh HCLO4 đi. Mình tính nhanh xem nào. Hero dương 1 này. Các bạn tính với thầy nhá. Oxy trừ 2 này. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có này. 1 trừ đi 8, 2 nhân 4 là trừ 2 nhân 4 là 8 mà. 1 trừ 8 thì bằng trừ 7. Trừ 7 cộng mấy để bằng 0 ạ? Thì chỉ có thể là dương 7. Dễ chưa các em? Đấy thì dần dần là mình sẽ tính nhanh lên được. Dần dần mình tính nhanh lên được bằng những cái cách mà thầy dạy. Ok. Thế mình quay trở lại một vài cái trường hợp đặc biệt. Những cái mà cách tính bình thường thì mình đã nắm được rồi. Đang quay trở lại trường hợp đặc biệt. Thế thì oxy luôn trừ 2 trong ba cái hợp chất này thực ra mình sẽ gặp nhiều, nhưng mà ba cái hợp chất này mình gặp nhiều hơn. Nên là mình sẽ có điều này. Thì tại sao là loại trừ 3 trường hợp đặc biệt đấy? Thì mình sẽ có anh số 4. Là fluor trong mọi hợp chất luôn luôn là trừ 1.
Tại sao fluor trong hóa học chất luôn luôn là chữ 1? Bởi vì thế này, bởi anh fluor là có độ ấm điện lớn nhất bảng tuần hoàn. Fluor có độ ấm điện cao nhất bảng tuần hoàn. Có nghĩa là trong tất cả mọi cái trận cướp, trận đánh nhau xảy ra thì thằng fluor nó là đại ca, nó luôn luôn giành phần thắng. Cao nhất mà, oxy cao nhỉ. Vậy là trong hợp chất với oxy, fluor sẽ giành phần thắng nên fluor sẽ cướp E về phía nó. Mà fluor thuộc nhóm 7A nên nó sẽ cướp một E. Nên nó sẽ là âm 1. Và như vậy theo cái nguyên tắc của chúng ta mình làm thì đây phân tử luôn bằng không. Mà fluor 1 rồi, mình sẽ có âm 1 nhân 2 là bằng âm 2. Vậy là âm 2 cộng mấy để bằng không? Thì oxy lúc này là trừ dương 2. Đấy, thế nên là nó là trừ cái trường hợp này ra. Các bạn nhớ nhá, mấy cái trường hợp đặc biệt này hay bị hỏi. Tiếp theo là hydro này. Ở trong cái thứ tự trong hợp chất H2O2 thì đây là hydro peroxit. Thì mình đã có là cái thứ tự rồi. Đây là anh số 1, đây là anh số 2, đây là anh số 3. Thì lúc nào mình phải ưu tiên các thứ tự này trước. Có nghĩa hydro phải dương 1 trước. Đây. Thì hydro dương 1 thì dương 1 nhân 2 là bằng dương 2. Dương 2 chia 2 thì bằng dương 1. Đúng không ạ? Thế dương 1 cộng mấy để bằng không? Đây bằng không mà. Thì chỗ này phải là âm 1. Mình test lại thử. 1 nhân 2 là 2. Trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Dương 2 cộng trừ 2 bằng 0. Đúng chưa? Ok nhá. Mình sang cái số 5. Mình sang cái số 5. Là gì ạ? Là các kim loại. Các kim loại thuộc nhóm 1A, 2A, 3 thì luôn có số oxy hóa lần lượt là dương 1, dương 2, dương 3 nhá. Luôn có số xóa lần lượt là dương 1, dương 2, dương 3. Nghĩa là gì? Điều này nghĩa là gì? Natri hay là sodium thì nó luôn luôn có số xóa là bao nhiêu đây? Luôn luôn có số xóa là dương 1. Vậy lại theo cái nguyên tắc là tổng bằng 0. Dương 1 nhân 2 bằng dương 2. Đúng không? Dương 2 chia 2 thì bằng dương 1. Vậy dương 1 cộng mấy bằng 0 thì đây là cộng âm 1. Được chưa? Đấy là lý do mà chúng ta có trường hợp đặc biệt. Nhá, đấy là lý do chúng ta có trường hợp đặc biệt. Thế thì ở đây bây giờ để cho chúng ta khủng hơn thì thầy có một vài cái ví dụ. Thầy có một vài cái ví dụ để cho chúng ta cùng tính toán về số oxy hóa cho nó nhanh hơn, cho nó xịn hơn, cho nó giỏi hơn nhá. Đây, thầy thu gọn cái này lại đây. Đây thầy có một vài ví dụ cho chúng ta. Thầy xóa mấy anh này đi. Các bạn cùng xác định cho thầy số oxy hóa của tất cả các nguyên tố sau đây. Mình luyện tập thôi các em nhé. Mình luyện tập cho mình khủng hơn thôi. Cho mình có thể nào mà sở hữu được cái kỹ năng mà mình nhẩm khủng hơn. Được chưa? Đây thầy. Đấy, bây giờ nhé. Xác định cho thầy số xóa của tất cả các cái nguyên tố sau đây. Trong các hợp chất sau đây. Xác định số oxy hóa của các nguyên tố trong các chất sau. Dễ rồi nhá, dễ dàng rồi nhá. NO này, N2O này, SO2 này, để những hành dễ. NaNO3 này, Na2SO4 này, KClO3 này, K2CR2O7 này, NaCl này, HClO3 này. Đấy, các bạn cùng làm thầy xem nào. Các bạn cùng làm và xác định số xóa của những cái nguyên tố này cho thầy xem nào. Đấy. Thì đây là một trong số những cái buổi học mà thầy muốn dạy cho chúng ta cái kỹ năng để chúng ta xác định được số xóa nhanh nhất. Nào các bạn cùng comment đáp án nhé. Cùng comment đáp án thầy coi. Dễ quá gì nữa. Dễ ẩn ợt luôn. Nhờ.
xác định nhanh được không? Quá được. Đây, đầu tiên. Oxy lúc nào cũng trừ 2 rồi. Thì trừ 2 cộng mấy để bằng 0? Đây bằng 0 mà. Trừ 2 cộng mấy để bằng 0 ạ? Trừ 2 cộng dương 2 đúng không em? Đây oxy lúc nào? Đây bằng 0 này. Oxy trừ 2 này. Trừ 2 này chỗ này mình phải chia cho 2 nhá. Thì bằng trừ 1. Trừ 1 cộng mấy để bằng 0? Dương 1. Mình phải test lại. Dương 1 nhân 2 là bằng dương 2. Dương 2 trừ đi 2 bằng 0. Đúng chưa? Tổng lúc nào cũng bằng 0 nhá. Dễ chưa các em? Dễ lắm. Oxy lúc nào cũng là trừ 2 nhá. Trừ 2 nhân 2 là bằng trừ 4. Trừ 4 cộng mấy được bằng 0? Dương 4. Nhẹ nhàng. Cái kỹ năng mà xác định được số oxy hóa nhanh, nó là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Và nó là kỹ năng cơ bản nhất nếu em muốn học giỏi vô cơ. Tất cả mọi dạng bài tính toán của vô cơ hầu như chúng ta đều phải dựa vào cái việc mà kỹ năng xác định số oxy hóa nhanh. Đấy, chính vì vậy nên là các em cần phải chú ý thật kỹ vào trong cái phần này. Đấy, giờ tiếp tục nhé, các bạn cũng làm tiếp tục nhé. Với anh NaNO3 xem nào. Tổng bằng 0 này. Oxy lúc nào cũng trừ 2 này. Natri lúc nào cũng dương 1 này. Trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng với dương 1 là bằng trừ 5. Đúng không ạ? Trừ 5 cộng mấy là bằng 0 ạ? Trừ 5 cộng mấy? Trừ 5 cộng với dương 5 bằng 0. Xịn chưa? Tiếp tục này. N2S4 này. Tổng bằng 0 này. Oxy lúc nào cũng trừ 2 này. Natri là kim loại nhóm 1A nên lúc nào cũng dương 1 này. Trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8. Trừ 8 cộng 1 nhân 2 bằng 2. Vậy là trừ 8 cộng 2 bằng dương 6. Trừ 8 cộng 2 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng mấy để bằng 0 thì nó là dương 6. Được chưa? Các bạn nhẩm nhanh nhé. Cố gắng mà nhẩm nhanh nhé. Đây tổng bằng 0 này. Oxy là trừ 2 này. Trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6 này. Kali là dương 1 với thuộc nhóm 1A mà. Trừ 2 nhân 3 là bằng trừ 6. Trừ 6 cộng 1 là bằng trừ 5, đối của trừ 5 để tổng bằng 0 thì nó phải là dương 5. Thấy chưa? Nào các bạn cũng làm nốt cho thầy thôi. K2CR27 NaCl và CLO3 trước khi mình sang những cái chú ý đặc biệt hơn. Mình có những chú ý đặc biệt hơn để giải nhanh hơn cái phần này. K2CR27 ạ. K2CR27 ạ. Nào. Tổng bằng 0, oxy trừ 2, kali dương 1. Trừ 2 nhân 7 bằng trừ 14. Trừ 14 cộng 1 nhân 2 là bằng trừ 12. Trừ 12 chia 2 thì bằng trừ 6. Và đối của trừ 6 nó phải là dương 6. Đúng không? Dễ chưa? Tiếp tục, anh này tổng bằng 0. Natri hay là sodium thì luôn là dương 1. Dương 1 cộng mấy thì bằng 0 ạ? Trừ 1. HClO3 này tổng bằng 0 này. Hiđro dương 1 này. Oxy trừ 2 này. Trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng 1 là bằng trừ 5. Trừ 5 cộng mấy bằng 0 thì trừ 5 chỉ có cộng dương 5 thôi. Đấy. Là với những anh dễ dàng nhá. Thì chúng ta xác định số xóa rất dễ dàng. Thầy vừa có những cái ví dụ để cho chúng ta làm được. Thế bây giờ mình sang tiếp. Là mình còn xác định số xóa của anh ion nữa. Đây. Xác định số xóa của anh ion nữa. Ion xác định số xóa như thế nào? Này, hôm nay viết lấn sang anh ion. Ion ạ. Ion. Thế thì xác định số xóa của ion thì mình xác định như nào? Thì ion nó chia thành hai loại, một loại là ion đơn chất và ion hợp chất. Thì thực ra nó rất là đơn giản, mình chỉ cần hiểu một cái điều như sau này. Số oxy hóa của ion thì luôn bằng điện tích của ion đó. Ví dụ như mình có ion Cl trừ thì số oxy hóa của nó sẽ là trừ 1. Được không ạ? Mình có ion Fe2 cộng. Mình có ion Fe2 cộng. Thì số oxy hóa của nó sẽ là cộng 2. Mình có ion SO42 trừ. Thì tổng số xóa của nó sẽ là trừ 2.
tổng số oxy hóa của hai trừ chính là trừ 2. Được chưa? Vân vân. Rất nhiều cái điều. Nào mình cần làm. Thế thì điều này nó dẫn đến điều gì? Điều này chúng ta dẫn đến một cái điều chúng ta sẽ đi xác định được số oxy hóa của các cái nguyên tố ở bên trong anh yêu. Ví dụ S42 trừ nhá, thì tổng số xóa của nó bằng trừ 2. Thì oxy đây bằng oxy thì luôn luôn là trừ 2 rồi. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ nói là trừ 2 nhân 4 cộng mấy để bằng trừ 2. Trừ 2 nhân 4 là bằng trừ 8. Trừ 8 cộng mấy để bằng trừ 2. À trừ 8 chỉ cộng dương 6 thôi. Bằng trừ 2. Đúng không? Và tương tự như vậy thì mình cũng có thể đi xác định được số xóa của tất cả những anh ion. Tất cả các nguyên tố nằm trong anh ion, ví dụ NO3 trừ đấy. NH4 cộng. NO2 trừ. CO32 trừ. Vân vân là mình đi xác định được. Các bạn cũng xác định với thầy xem sẽ bằng bao nhiêu. Các bạn cũng xác định nhanh đi xem nào. Sẽ bằng bao nhiêu. NO3 trừ là tổng tất cả nó phải bằng trừ 1. Đúng không ạ? Oxy trừ 2 rồi nhé. Trừ 2 nhân 3 thì bằng trừ 6. Trừ 6 cộng mấy để bằng trừ 1? Trừ 6 cộng mấy để bằng trừ 1 các em? Trừ 6 cộng mấy bằng trừ 1? Trừ 6 cộng 5. Thế đi tơ dương 5. Dễ nhá. Tương tự này. NO4 cộng. Vậy tổng tất cả là bằng cộng 1. Hiro lúc nào cũng dương 1 rồi. Vậy mình có dương 1 nhân 4 cộng mấy thì bằng cộng 1. Dương 1 nhân 4 bằng 4 rồi. Đúng không ạ? 4 cộng mấy bằng cộng 1? 4 cộng trừ 3. Mình trả lời câu hỏi rất đơn giản. Tiếp tục này. NO2 trừ thì tổng nó sẽ phải bằng bao nhiêu ạ? Bằng trừ 1. Oxy lúc nào cũng trừ 2 rồi. Trừ 2 nhân 2 bằng trừ 4. Trừ 4 cộng mấy để bằng trừ 1? Thì trừ 4 cộng 3. Dương 3. CO32 trừ là tổng nó sẽ bằng trừ 2. Oxy là trừ 2, trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng mấy để bằng trừ 2? Thì trừ 6 cộng dương 4. Ok chưa? Đấy, các em hiểu chưa? Đấy là số xóa của ion. Thế thì để giúp cho chúng ta giải nhanh hơn thì thầy có một số các skill như sau. Skill lưu ý. Skill số 1 là số oxy hóa của lưu huỳnh bên trong SO42 trừ luôn là dương 6. Skill 02, số oxy hóa của nitơ trong NO3 trừ luôn là dương 5. Mấy cái này mình làm rồi đây này. Đây này. Đây là trừ 6 này. Đây là dương 6 này. S42 trừ này. Đây. Dương 5 này. Các bạn nhìn thấy không? Thì vừa mới chứng minh ở bên trên cho các em xong đấy. Vừa chứng minh bên trên thôi. Nhưng mà mình có những cái này để mình nhớ để mình giải nhanh hơn. Các em hiểu không? Mình làm nhiều để mình giải nhanh hơn. Số oxy hóa của nitơ trong NH4 cộng luôn là trừ 3. Đây này. Luôn trừ 3 này. Mình vừa tìm xong. Nhá. 4 là số oxy hóa của nitơ trong NO2 trừ luôn là dương 3. Đây. Luôn là dương 3 này. Và cuối cùng 5 là số oxy hóa của carbon carbon hay còn gọi là carbon trong CO2 trừ luôn là dương 4. Đấy nha. Thì những cái chú lý này chúng ta cần nắm được. Cần nắm được thật kỹ đấy. Thật kỹ. Đây, thầy lấy ví dụ là những cái chú ý này nó quan trọng như nào trong việc mình đi xác định số oxy hóa. Đây ví dụ. Ví dụ này. Là mình đi xác định số oxy hóa của các nguyên tố trong các chất sao. Đây mình sẽ có chất đầu tiên là Fe NO3 hai lần Al2 SO4
3 lần. NH4 NO2 NH4 Cl NH4 NO3. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá. Thế thì đây, thứ nhất đây, các bạn quan sát này, mình vừa có cái chú ý là gì? Số oxy hóa của nitơ trong NO3 trừ đây luôn là dương 5. Vậy phai này dương 5, anh này trừ 2, đúng không ạ? Và cái gốc NO3 trừ mình biết nó là NO3 trừ rồi, thế đây cả cái gốc này là trừ 1 mà nhân với 2 thì bằng trừ 2. Vậy thì trừ 2 cộng với mấy để bằng 0? Thì trừ 2 chỉ có thể cộng với 2 thôi, nên sắt nó sẽ là dương 2. Thế nên từ nay sau khi mình gặp đấy bất kỳ một anh nào mà kết hợp với gốc NO3 trừ thì nó sẽ là đây, cái hệ số đấy nhân với trừ 1. Được chưa? Tương tự này, các bạn nhìn tiếp này. Mình vừa mới chú ý gì đấy? Đây lưu huỳnh ở bên trong S4 2 trừ luôn là dương 6. Vậy này, mình nhìn này, đúng gốc S4 2 trừ chưa? Vậy đây là dương 6. Oxy thì trừ 2 mình không phải chơi rồi. Còn nhôm nó là nguyên tố thuộc nhóm 3 nên nhôm lúc nào cũng là dương 3. Ngon nhá. Bây giờ mới hay này. Đây mình nhìn này, mình tách này. Mình tách cái anh tiếp theo, anh NH4 này. Các bạn cùng quan sát nhé, anh NH4 này. NO2 tách ra thành NH4 cộng và NO2 trừ, đúng hay không? Mình vẫn gặp chưa? NH4 cộng thì nitơ trong NH4 cộng luôn là trừ 3 này. Thế là mình phang luôn trừ 3, đây hydro luôn dương 1 rồi. Nitơ trong NO2 trừ luôn là dương 3 này, mình phang luôn dương 3. Oxy luôn là trừ 2 rồi, không quan tâm, I don't care. Xịn nhá. Tiếp tục này, các bạn quan sát tiếp này. Đây là NH4Cl này, là NH4 cộng này. Thì do nó là NH4 cộng, cụm nó là NH4 cộng thì chắc chắn Cl phải là Cl trừ để cho tổng nó bằng 0. Trừ 1, số xoắn là trừ 1. Vậy nitơ trong NH4 cộng mình vừa mới chứng minh nó là trừ 3. Thế là xong, phang luôn trừ 3. Xịn chưa? Xịn chưa? Skill thấy xịn chưa? Cuối cùng này, NH4 cộng NO3 trừ nitơ trong NH4 cộng luôn là trừ 3. Xong, hydro dương 1 không quan tâm. Nitơ trong NO3 trừ luôn là dương 5. Dương 5. Xong. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Nếu sử dụng những cái skill này của thầy thì cái câu chuyện chúng ta đi xác định cái về số xoáng nó rất đơn giản. Đấy, nhưng các bạn phải ghi kỹ lại nhá. Các bạn phải ghi thật kỹ lại. Bây giờ chúng ta sẽ xuống một vài cái bài tập vận dụng. Đây, mình sẽ có một vài cái bài tập vận dụng ở phía dưới. Các bạn comment cho thầy đáp án nhá. Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1 đáp án gì ạ? Số oxy hóa của lưu huỳnh trong SO2 là bao nhiêu ạ? Số oxy hóa của lưu huỳnh. Đấy, các bạn thấy không? Những cái skill này nó sẽ giúp chúng ta tăng đẩy rất nhanh cái tốc độ chúng ta giải lên, và chúng ta cần nắm được những cái tốc độ này. Chúng ta không cần phải học theo những cái kiểu mà chậm rãi như ngày trước nữa. Mình hoạt động cho cái não mình nó nhảy nhanh lên. Bởi vì xác định số xoáng nó chỉ là một mức cơ bản trong cái việc mà chúng ta đi giải những cái bài tập về sau thôi nhá. Số xoáng của lưu huỳnh trong SO2 đây, oxy lúc nào cũng trừ 2. Vậy trừ 2 nhân 2 là bằng trừ 4, đối của trừ 4 là dương 4. Ok, bể bỏ, dương 4. Thế chưa? Câu 2 nào. Câu 2 nào. Số xóa của MN trong KMN4 à? Nhanh lên nào các em. Bao nhiêu? Oxy trừ 2 nhá. Kali là dương 1 nhá. Đây mình có trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Trừ 8 cộng với 1 là bằng trừ 7. Vậy đối của trừ 7 nó phải là dương 7. Đáp án A. Ok không? Câu 3 nào. Khẩn trương nào. Nhanh tay lên nào. Nhanh tay nhanh mắt lên nào. Câu 3 nào. Câu 3 đáp án gì nào. Câu 3 đáp án gì nào. Lưu huỳnh trong đúng không? Đây mình có này. Hydro luôn dương 1. Oxy luôn trừ 2. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6. Trừ 6 cộng 1 nhân 2 là bằng trừ 6 cộng với 2 là bằng trừ 4. Đối của trừ 4 là dương 4. Vậy lưu huỳnh này là dương 4. Bỏ anh này đi. Lưu huỳnh này đơn chức nên là không. Đúng không? Bỏ anh này đi. Oxy trừ 2 nhân 3 là trừ 6, đối của trừ 6 là dương 6. Vậy lưu huỳnh này là dương 6. Lấy luôn, đáp án đúng, đáp án B bỏ. Xịn chưa? Mình phải làm nhanh. Làm nhanh, tốc độ nó phải cao. Ui, câu 4 vừa làm xong này. Câu 4 vừa làm xong rồi, đứa nào comment đáp án cho câu 4 đáp án gì? Vừa làm xong nhá, vừa cháy xong.
NaOH 4 cộng đây nitơ là gì? Trừ 3, NO3 trừ nitơ là dương 5. Xịn chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C, thấy skill thấy xịn chưa? Chất lượng à? Câu số 5 ạ. Số oxy hóa của nitrogen, nitro đấy, trong các hợp chất sau lần lượt là, đây, NO4 cộng mình biết rồi, trừ 3, NO3 trừ biết rồi, dương 5. Đây mình nhìn nhá, có NO3 trừ nhá, dương 5 luôn. Tốc độ không? Đấy. Đây là tốc độ nhưng mà nó lại còn chính xác. Trừ 3, dương 5 và dương 5. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 6 á. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào chlorine có số hóa thấp nhất? Chlorine này là clo. Chlorine là clo nhá. Số hóa thấp nhất. Thì mình xác định thôi. Đây này là không này. Kali là dương 1 thì anh này là trừ 1. Đây là dương 1. Đây là trừ 2. Trừ 2 cộng với dương 1 là trừ 1. Đối của trừ 1 phải là dương 1. Kali dương 1. Cái này là trừ 2. Trừ 2 x 4 là trừ 8. Trừ 8 cộng với 1 thì là trừ 7. Đối của trừ 7 là dương 7. Số xóa thấp nhất, thấp nhất thì phải là bao nhiêu ạ? Nhỏ nhất trong bọn này, trừ 1. Bê bỏ. Ok chưa? Đấy. Thì đây là, trên đây là những cái câu, trên đây là những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng, là những cái skill mà thầy muốn cho chúng ta để tăng nhanh cái tốc độ để chúng ta xác định số xóa lên. Và buổi học ngày hôm nay chúng ta xin phép kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay.